Kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của anh Ba để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Xin chào anh Ba. Rồi, xin chào. Hôm nay tôi có về một lô mai khoảng 60 cây. Thì hôm nay thì cũng clip đầu tiên, mà trước giờ thì cũng bán cho quý khách là toàn quốc trên mọi miền đất nước. Thì có thời gian qua gián đoạn, hôm nay tiếp tục tôi về thì cũng xin kính chúc quý khách trước giờ đã hâm mộ là mua với ủng hộ cho cây mai Giảo Thủ Đức. Thì hôm nay tôi cũng có lời đầu tiên là kính chúc quý vị làm ăn phát tài của năm rồi năm nay. Thì kính chúc quý vị lại được dồi dào sức khỏe, mong quý vị được là hôm nay mong quý vị là tên toàn quốc là ủng hộ cho tôi cây mai này. Thì tôi xin thật cảm ơn. Rồi, mà địa chỉ rồi số rồi hình thức mình ship sao anh ta? Địa chỉ là ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang, là bao ship, bao rồi, sống bao toàn ship, quốc. Bao sống toàn quốc. Rồi, mai mình là Giảo Thủ Đức ha anh? Giảo Thủ Đức. Rồi, số điện thoại thì để trên tiêu đề nha quý vị. Rồi, cây số 1. Rồi, chiều cao của nó tầm khoảng 1m6 nha quý vị. Rồi, mình báo tầng ngang thôi, không khỏi báo tầng ngang nha quý vị. Có chiều cao thôi ha. Đây, tay cành à, tay cành cũng đẹp ha. Rồi, cho em cái hoành luôn. 23 hoành quý Duy ơi. Rồi, giao luôn nhiêu anh ba? Luôn giá 1.700.000. Rồi, 1.700.000, bao ship. Bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 2 quý Duy ơi. Rồi mã số 2 một cây tầng thông cũng rất là cao ha, cao tầm của này chắc 1m9 là quý vị ơi. Quá xá đẹp luôn ha. À, quá xá cái tàn luôn quý vị ơi. Tay cành quá xá luôn quý vị, đặt ha. Rồi mình xuống cái quà em nói luôn. Rồi 24 và rồi giao luôn nhiêu anh? 2.000.000. Rồi 2.000.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là số 3 nha quý vị. Cũng còn một cây mai có tàn y như cây thông ha. Cao khoảng tầm 1m8. Đó. Anh dừng giùm em giúp cái đoạn này. Rồi quý vị ơi, tay cành ha, rất là đẹp ha, y như cây thông luôn ha. Rồi cho em cái quà em nói luôn. 23 yếu mình tính 52 thôi nha anh. Rồi 22 hoành nha quý vị. Tay cành đẹp. Giao luôn nha anh. Cây này giao luôn chứ chắc 2.000.000. À, 2.000.000 quý vị ơi. À, rồi xuống cây. Rồi tiếp tục là mã số 4 quý vị ơi. Thì cao cũng tầm 1m9 nha quý vị. Rồi anh xem vòng cho quý vị xem cái tàn luôn. À, tàn bên đây đẹp ha. Rồi anh dừng cho em bên đây đang dễ quay tay cành cho quý vị đây quý vị ơi. Đó, quá xá tay cành ha. Tay cành đặt hết trơn quý vị ơi. Rồi cho em cái hoành luôn. Rồi 24 yếu tính 23. Rồi 23 hoành. Rồi giao luôn nhiêu đây anh? Giao luôn với khách là 1.900.000. Rồi 1.900.000 rồi quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 5 quý vị. Cũng tiếp tục là một cây mai có cái tàn bự luôn ha. Rồi cao tầm cũng khoảng là 1m9 luôn quý vị ơi. Tán ngang rộng luôn ha. Đó, rồi anh dừng cho em hướng này luôn. Rồi đỉnh đọt quý vị ơi. Rồi tay cành em nói đây ha. Quá xá đây ha. Rồi lá này mình sau khi mình quay xong xử lý rồi, sao đây anh? Mình tuốt lá sạch. Rồi quay xong tuốt lá sạch hết nha quý vị. Rồi, cây cũng mới về nên cũng chưa có kịp tước lá ha. Rồi quay xong tước lá sạch luôn nha quý vị, để lá nhiều quá mất tiết cây ha. Rồi cho em cái hoành luôn. Rồi 24. Rồi giao luôn nhiêu đây anh? Cái này giao luôn với khách là 2.200.000. Rồi 2.200.000.
Rồi xuống cây luôn. Mã số tiếp theo là số 6 quý vị ơi. À, anh dừng lại cho em giúp đi. Anh thấy có cái bông đẹp quá. Đây quý vị, bông em nói ha, quá sát cánh ha, vàng tươi trơn ha. Dưới đây cũng có cái bông dưới đây nữa nè. Đó, cánh bầu rất là đẹp ha. Đó. Rồi, chiều cao của em này cao khoảng 1m8, 1m9 quý vị ơi. À, bông thì quý vị thấy rồi ha, an tâm bông đẹp ha. Lô này bông đẹp không vậy quý vị ơi. Đó, ta canh đặt hết trơn này quý vị. Rồi, cho em cái quành luôn ha. Quành 26 nha quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu anh? Lô cây này 2,1 triệu. Rồi bông đẹp luôn, 2,1 triệu. Rồi xuống cây. Mã số 7 quý vị ơi. Rồi cao khoảng 1,6 m quý vị ơi. Tàn đẹp luôn. Rồi anh xe cho giúp cho em một vòng rồi cho quý vị xem luôn. Chậm chậm ha, nhanh quá quý vị xem cũng không kịp. Đó, chậm chậm cho quý vị xem cho kỹ tại cành đó ha. Tại cành đẹp quý vị ơi, đặt hết trơn này ha. Rồi cho em cái hoành luôn. 22 ước tính 21 nha quý vị. Rồi giao luôn nhiêu anh? Giao luôn giá cây này 1,7 triệu. 1,7 triệu quý vị ơi. Đó, tay cành rất là đẹp. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là số 8 quý vị ơi, cao tầm khoảng 2m nha quý vị. Đó, 2m cao ha. Rồi anh xây giúp cho em một vòng cho quý vị xem cái tàn đó luôn. Đó, tàn đó quý vị. Chậm chậm như quý vị xem dễ ha. Rồi, này chắc quành khá to đây quý vị. Rồi, cho em cái quành luôn. Mặt kia quanh 30 yếu xíu, tính 30. Rồi quanh 30. Con rể hết sức to ngoài luôn nè. Rồi 30 quanh giao luôn nhiêu đây anh? Lưu giá 2,3 triệu. Rồi 2,3 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là số 9 quý vị ơi. Mã số 9. Đây cao lắm quý vị ơi. Lúc tên này đi lấy hàng đưa lên ngọn sáng luôn đó. Lúc tên đây tầm khoảng 2,5 m cao nha quý vị. Đó. Được rồi. Quá khá cao. 2,5 m. Rồi, tay cành em nói đây. Đó, đẹp ha. Rồi cho em cái hoành luôn. Nhiêu anh? 25 ngay tim. Rồi, ngay tim luôn, 25 hoành. Giao luôn nhiêu anh? Cây này 2,2 triệu. Rồi 2,2 triệu. Rồi xuống cây luôn, cây đẹp. Rồi mã số tiếp theo là số 10 quý vị ơi. Rồi số 10 cao cũng tầm khoảng 1,8 m hơn nha quý vị. Tính 1,8 m cho chắc ha. Tàn thì cũng rộng luôn. Đó, lá xum xê luôn. Tay cành đặt kẹo luôn. Đó, quá xá tay cành hả quý vị. Đặt ha. Đó, kẹo trơn ha. Rồi xuống dưới. Rồi cho em cái hoành luôn. Rồi 23 chính xác. Rồi giao luôn nhiêu anh? Lưu cây này giá 2 triệu. Rồi 2 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 11 quý vị ơi. Rồi cao tầm 2m nha quý vị. Rồi tán ngang thì hết quá, hết sức luôn. Đó, hết sức tán ngang luôn ha. Rồi có bông nè quý vị ơi. Bông cũng cánh quá sát cánh đây ha. Đó, tay cành cũng đặt hết trơn quý vị. Đặt ha. Rồi mình xuống cái hoành luôn. Hai mươi sáu hoành.
26 hoành. Rồi mình giao lưu nhiêu đây anh? Cái này giá 2 triệu 3. Rồi 2 triệu 3 được cây mai cái tàn hết sức bự luôn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục là mã số 12 quý vị ơi. Này cao chắc cũng khoảng 2,5 m nha quý vị. Quá xa cao đó ha. 2,5 m. Tàn ở nó đây. Rồi cứ xây tiếp nha giùm em ha. Rồi tiếp tục ha. À, dàn xương nó đây quý vị ơi. Xương quá xá đi ha. Rồi trang cái hoành em nó luôn. Rồi 24 hoành. Rồi cái này giao lưu nhiêu anh? Giao lưu giá 2 triệu. Rồi 2 triệu nha quý vị. Bao ship bao sống cho quý vị toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 13. Rồi 13 đi quý vị. Cao tầm cũng khoảng 2 mét nha quý vị. Tàn rộng thênh thang luôn. Tại cành em nó đây quý vị. À đây, tại cành em nó ha. Rồi cho em cái hoành luôn. 26 gì ơi. Rồi mình giao lưu nhiêu anh? Cái này 2 triệu 2. Rồi 2 triệu 2. Bao sống bao ship toàn quốc luôn quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 14 quý vị ơi. 14 này cao tầm 1,6 m. Tàn thông đẹp. Đó. Tàn đẹp luôn ha. Xây qua xây lại ha. Tàn thông. Tàn mặt bên nào cũng vậy ha. Chia rất là đều, tay cành đẹp nè. À, rà xuống dưới đây luôn, thoát thân thấp dưới đây luôn ha. Rồi cho em cái hoành luôn anh, thoát thân thấp chủng dưới luôn. Rồi đó ngay vị trí đó là 24. Rồi cái này giao lưu nhiêu đó anh? Giao lưu giá 1,5 triệu. À, 1,5 triệu được cây mai đẹp luôn. Nhanh tay chốt đi quý vị. À, rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 15. Khá cao quý vị ơi. Rồi em này cao khoảng tầm 2,3 m, 2,4 m quý vị ơi. À, rồi tán ngang em nó cũng rộng lắm nha. Rồi tay cành. Tay cành chi cũng đều rồi quý vị. Rồi cho em cái hoành em nó luôn. 23 hoành. Rồi 23 hoành quý vị. Giá luôn nhiêu anh? Luôn giá 2 triệu mốt. 2 triệu mốt quý vị ơi. Bao sống bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Giá này quá ok luôn hả quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 16 quý vị ơi. Rồi mã số 16 cao tầm khoảng 2,1 m, 2 nha quý vị. Tàn thì rộng ha. Tay cành. Đó, cũng đặt hết trơn đi nha. Thì sau khi quay xong là sẽ lặt lá sạch cho quý vị hết nha. Để cây đỡ mất sức quý vị ơi. Rồi cho em cái hoành nó luôn. 22 qua. Rồi mình giao lưu nhiêu anh? Giao lưu cái này giá 1,7 triệu. Rồi 1,7 triệu. Bao sống bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. 1,7 triệu được cái mai bự vậy nè ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo là 17 quý vị. Rồi cây này cao khoảng 1,7 m nha quý vị. 17 cao 1,7 m vậy nhớ ha. Đó, tay cành. À, tay cành cũng đẹp ha quý vị. Rồi cho em cái hoành luôn. Rồi 26 yếu tính 25 nha quý vị ơi. Giao lưu giá 1,8 triệu. Rồi 1,8 triệu quý vị. Đừng cái mai ha, đẹp luôn ha. 1,8 triệu à. Bao sống bao ship cho quý vị toàn quốc luôn nha quý vị.
Rồi xuống cây. Mã số tiếp theo là 18 quý vị ơi. Rồi 18 này cao khoảng tầm 2 mét. À, quý vị xem cái tàn ha, tàn cũng rộng luôn nha quý vị. Rồi anh dựng che mặt này luôn anh ơi. Đây quý vị đánh đọt ha. Đó, ra từ từ xuống quý vị xem nha, tay cạnh trong ha. Chị cũng đều ha quý vị. Rồi trang cái quành luôn. Bốn rồi chính xác 24. Rồi mã số 18 giao lưu nhiêu anh? Giao lưu cây này giá 2,1 triệu. Rồi 2,1 triệu cái gì ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 19 cái gì ơi. Rồi cây này cao tầm 1,6 cái gì, tàn rộng. Đó, dàn xương hết sức luôn. Đó, hết sức dàn xương luôn hả quý vị. Trên xuống ha. Rồi, từ dưới anh vắng lên cho quý vị xem nè, hết sức vàng xương. Rồi cho em cái hoành em nói luôn anh đây, mình gân ha. 25 hoành quý vị ơi. 25 hoành tay cành đẹp mình gân luôn nè. Đó, gân nhìn thấy rất là đẹp cây ha. Rồi giao luôn nhiêu anh? Giao luôn giá 2 triệu. Rồi 2 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo là 20 quý vị ơi. Rồi mã số 20. Rồi cao khoảng tầm 2 mét, tán ngang rộng luôn ha. Tay cành đặt hết trơn ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo nha quý vị. Số điện thoại của anh ba thì mình để trên tiêu đề đó quý vị. Rồi cho cái quà em nói luôn anh đây. Quý vị ơi. 24 của anh. Mình giao lưu nhiêu anh? Giao lưu giá 2 triệu 3. Rồi 2 triệu 3. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp tục là 21 quý vị ơi. Tàn rộng ha. Cao khoảng tầm 2,2 m nha quý vị. Cao lắm nha quý vị. Đó. Tàn thì động thanh thang đây ha. Hết sức cái tàn ha. Vàng xương ở trong đặt hết trơn hả quý vị. Em kéo ra cho quý vị xem nè. Đó, vàng xương đặt hết trơn nè. Rồi cho em cái hoành luôn. 24 hoành quý vị ơi. Rồi giao luôn nhiêu anh nè? Giá 2,3 triệu. Rồi 2,3 triệu bao sống bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo là 22. 52 một cây mai có tàn rộng thanh thao luôn ha. Rồi cao con khoảng 2,2 m. Tàn đây quý vị, hết sức rộng ha. Cứ xe tiếp giúp em anh đây. Đó, mình vô ha, vô từ từ vô quý vị. Tay cạnh trong nè. Đặt hết trơn ha. Đó. Rồi cho em cái hoành luôn. Cái này nhà có bộ rễ à. Đây, có rễ to to luôn ha. 24 hoành. Rễ to luôn ha. Sẽ tiếp giúp em anh. Đó, vàng xương quý vị xem lại ha. Quá sáng luôn đó ha. Rồi giao luôn nhiêu anh? Cây này giá 2,1 triệu. Rồi 2,1 triệu bao sống bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 23. Rồi cao khoảng tầm 2 mét nha quý vị. Tàng thông ha. Giờ không thấy tay cành đâu ha. Toàn là nguyên cái dàn dàn lá nó quý vị nhìn thấy kính mít ha. Đây, nhạc xương nó đây mình bắn lên nè quý vị. Dạch ra nha quý vị ơi. À. Đây này nó cái triệu chứng nó lên xù, nó bể xù. Đây.
trong nách nó dày nè quý vị, có u u trong nách đó ha. À, trong nách u u u trần ha. Đây cũng có triệu chứng nữa đây hả? Nứt ha. Rồi cho em cái hoành luôn anh. Cái này nói chung là mấy cái nách nó nứt hết trơn rồi. Hai hoành ha. Này có hiện tượng ha. Rồi cái này giao luôn nhiêu anh? Cái này giao luôn giá 1.8 triệu. Rồi 1.8 triệu quý vị. Cây này có hiện tượng lên xù ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 24 quý vị ơi. Một cây mai có cái tàn thông ha. Tay cành quý vị sao quý vị thấy cũng đều đó ha. Rồi cao khoảng 2m2 nha quý vị. Vàng xương hết sức luôn. Cây này được cắt tỉa y như cây thông rồi ha quý vị. Vàng xương nè. Đặt kẹo từ trên xuống luôn. Đó. Rồi cho em cái vành luôn. Hai mươi mấy đây quý vị. 23. 23 quanh. Giao luôn như đây. Giao luôn giá 2.4 triệu. Được cái mai đẹp. Bao sống bao ship toàn quốc luôn nha quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 25 cũng là mã số cuối của clip nha quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào cứ mạnh dạng alo anh ba ha. Rồi cây này cao cũng khoảng tầm 2m2 nha quý vị. Tay cành đẹp luôn ha. Đó. Quá sáu đẹp luôn. Cái này nữa trổ bông ra cái vàng thực hết trơn ha. Nhìn là quá sáu đẹp luôn. Đó, tay cành ha. Thích rịch luôn ha. Rồi, cho em cái quành em nó luôn. 20 mấy đây. 23. Rồi 23 đúng luôn ha. Rồi, giao luôn nhiêu anh? Cái này giá 2.2 triệu. Bao sống bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Thì mình thích cái nào thì mình alo anh ba nha quý vị. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.